Nhờ kinh nghiệm sản xuất đảm bảo và quy trình canh tác khoa học, nên nếu so với nhiều địa phương trong cả nước, thì hoa cúc được sản xuất tại Đà Lạt, Lâm Đồng thường cho chất lượng vượt trội và năng suất ổn định. Vâng, đáng mừng là trong tuần qua, giá hoa cúc được các thương lái thu mua tại vườn với giá bình quân tăng từ 1 đến 2 ngàn đồng một bó, 5 hoặc là 10 cành so với tuần trước đó. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thời điểm này, toàn tỉnh Lâm Đồng trồng khoảng 1.300 hectare hoa cúc. Bên cạnh thành phố Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương là những địa bàn canh tác cúc chủ lực, thì thời gian gần đây, hoa cúc còn được mở rộng diện tích sang huyện Lâm Hà. Nhờ được chăm sóc theo quy trình công nghệ cao, nên chất lượng hoa cúc luôn đảm bảo. Để đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, các nông hộ trồng cúc trong tỉnh đã lên kế hoạch sản xuất từ nhiều tháng trước. Nhờ vậy mà đến nay, phần lớn diện tích hoa cúc Tết ở Lâm Đồng phát triển tương đối ổn định, năng suất đạt bình quân 48 đến 50 ngàn cành một sào. Tuần qua, giá hoa cúc tăng nhẹ so với tuần trước đó. Cụ thể, cúc chùm AT được thương lái thu mua với giá 12 ngàn đồng một bó 5 cành, cúc đại đoá 28 ngàn đồng một chục. Nếu so với tuần trước, thì giá hoa cúc đại đoá và cúc chùm tăng lần lượt là 1.000 và 2.000 đồng. Một số nhà vườn cho biết năm nay, vườn địa phương trồng cúc ở khu vực miền Trung bị ảnh hưởng do thời tiết biến đổi thất thường. Đây là cơ hội để hoa cúc Lâm Đồng có đầu ra ổn định trong Tết Nguyên Đán năm nay.